Chào mừng anh em đã quay trở lại với Minh Phụng Music. Vẫn là một video quen thuộc về những mẫu đạn mà chúng mình đem đi giao nhận đến khách hàng. Nhưng hôm nay các bạn sẽ có những trải nghiệm mới cùng với Roland RB107 qua buổi chuẩn bị giao hàng để ngày hôm sau đem đến khách hàng xa. Cùng bắt đầu video thôi. Các bạn đang đứng tại kho hàng của công ty Minh Phụng Music chúng mình. Trước mặt các bạn đang là những cây đàn organ siêu chất SV800 đến từ nhà Kutman. Nhưng hôm nay mình sẽ không nói chi tiết nữa nhé, vì nhân vật chính lần này là RB107. Trước khi giao cho khách, hai bạn nhân viên bên mình đã chuẩn bị đầy đủ ni lông và quấn đàn thành nhiều lớp. Tại sao phải quấn ni lông dày 2-3 lớp? Với mỗi cây đàn trước khi giao, lớp ni lông sẽ giảm chày xước, đồng thời sẽ kháng được mưa khi vận chuyển xa. Thời tiết đang là mùa mưa nên bất kể lúc nào trời cũng có thể đổ cơn mưa bất chợt. Trước khi kết thúc video, mình sẽ nói vài thông tin về RB107 cho các bạn nắm nhé. Công nghệ Super Natural Piano đem đến âm thanh chân thực. Bàn phím PHA được trang bị trên 88 phím phản hồi lực nhấn, tạo cảm giác bấm mạnh nhẹ tùy lực của người chơi. Đàn sở hữu kho thư viện âm thanh khổng lồ với 377 bài hát, 256 polyphony và 15 tiếng. Kết nối audio MIDI Bluetooth của đàn giúp người chơi dễ dàng sử dụng các thiết bị di động để thuận tiện cho việc học tập. Cổng USB liên kết với máy tính và thẻ nhớ lưu trữ. RB107 được trang bị bộ bàn đạp 3 pedal hỗ trợ tất cả các kỹ thuật cho người chơi hoàn thiện bản nhạc. Cảm ơn những người xem video thân thiết của kênh nhé. Và team thật sự thấy rất vui khi các bạn like, share, subscribe, ủng hộ những video mà đội ngũ chúng mình mang đến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip thú vị hơn.